nhờ các anh xóa thằng áo trắng giúp em với ạ. Ơ, bánh xe đâu rồi nhỉ? À, thì ra thằng này nó lấy trộm cái bánh xe. Bây giờ nó bưng bánh sau, không bưng bánh trước nữa. Có cần phải xóa không bạn ơi? Anh nào ghép giùm em chạy ngoài đường với ạ. Chạy đua với xe tang, xem ai về âm phủ trước nhá. Bây giờ cuộc đua bát hương vàng xin chính thức được phép bắt đầu. Mời ăn tấp vào lề. Ê, trả lại cho tao cái quần à, trả lại cái quần à, trả lại quần, trời ơi. Bác nào chuyển qua background ngầu hơn em với Thanh. Đấy, đừng lên trên này mà thả xuống thì ngầu lắm đấy. Ơ, sao lại ném người ta vào thùng rác thế? Ác vãi chưởng. Đến giờ cho cả xấu ăn rồi. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu trả tiền cho tao không thì bảo. Lên cột đèn mà đú cho ngầu nhá. À đù, thằng kia tỉnh làm chuyện gì thế? Các anh cho em cầm nhiều đài sen hơn được không ạ? Rành con, dám hái sen của bà hả? Đang buồn có tấm hình bác nào lên ý tưởng cho vui hơn được không ạ? À đù, thằng kia biến thái vãi. Đi nhìn lén con gái nhà người ta đi tắm luôn kìa. Mọi người ơi, hộ em cô người yêu với ạ. Dạng em này khá là nuột, tặng cho bạn đấy. Tặng bạn một em hot girl Thái Lan nha. Mọi người ghép hộ em cái áo dài Tết với ạ. Đấy, áo dài Tết đấy. Hảo Hảo, xin hân hạnh tài trợ chương trình này. À đâu, cái váy in hình 500.000 luôn kìa. Nhìn sáng chảnh vãi chưa? Các anh xóa chị ở trước giúp em với ạ. Em cảm ơn. Giúp bạn xóa người rồi đấy. Khỏi cần cảm ơn nha. Bây giờ tao biến to hơn, mày xóa hổ tao cái. À đâu, nước sông bẩn thế mà mấy bạn này xuống bơi kìa. Ú à, trời ơi cả nhà. Mèo 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 mèo. Wow, cả nhà yêu ơi. Nhớ cả nhà yêu quá. Ghép thêm vài con cá mập nữa cho bức ảnh thêm kịch tính nhá. Các cao nhân hộ em tay cầm cành đào với. Cầm hoa làm gì, cầm hương mà cầu tình duyên nhá. Đặng lòng thanh niên đi ăn trộm một cành đào thì bị người ta đánh cho què chân ra. Đấy, tặng cho bạn một cành đào tiền luôn nhá. Mong các cao nhân xóa dùm em ông thè lưỡi phía sau với ạ. Em cảm ơn nhiều. À đủ, thằng nào cũng le lưỡi, biệt xóa thằng nào bây giờ nhỉ? Sao mày lại xóa tao? Cho tao liếm một cái nhá.
Xin lỗi nhá, mình chỉ biết thêm chứ không biết xóa. Các anh cho em đứng ở biển với ạ, em cảm ơn trước. Đấy, biển đấy, biển này người ta gọi là biển báo. Ơ, có biển cấm hái hoa mà bạn này vẫn hái hoa kìa. Bạn đẹp quá, cho mình xin ảnh, làm ảnh lên điện thoại nha. Bạn nào xóa giúp mình bạn nữ bên cạnh được không ạ? Tại mình muốn để tấm đại diện một mình, ai giúp mình xin tặng các điện thoại ạ? Mong anh em đừng chôn. Mày dám xóa tao hả? Tao bóp chim mày bây giờ. Bóp đi, bóp đi. Hay bóp đi đừng ngại ngùng. Ai đó giúp em xóa bác bảo vệ đi được không ạ? Em cảm ơn cả nhà ạ. Đấy, xóa chủ ở phía sau giúp bạn rồi đấy. Khỏi cần cảm ơn nhá. Các anh xóa cô phía sau giúp em được không? Cháu đợi một chút nhá. Để cô quẹt xong đống kích chó này đã, rồi cô đi chỗ khác cho mà chụp. Đấy, xóa cô đứng ở phía sau rồi đấy. Bây giờ bạn thấy cô ấy, quẹt nhà đi nhá. Cao nhân nào giúp em chỉnh tấm này chất chơi tí được không ạ? À đù, cười bảo đen luôn kìa, ngầu vãi trường. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Nhảy xuống dưới này cho ngầu nhá. Đấy, tặng cho bạn cái thảm bay đấy. Mình cần mọi người giúp mình xóa người trong tấm này, tấm ưng ý nhất mà lại dính người ạ. Mọi người để màu gốc giúp mình nhé. Ông nào chỉnh bức ảnh này có tấm đấy, nhưng mà chưa đủ tấm. Bạn đợi một tí nhá, để người ngoài hành tinh giúp bạn cho. Xóa hết người phía sau rồi đấy, lên trên này mà đừng cho mát nhá. Ai đó có thể thêm cho con chó của tôi một đôi tai được không? À đâu, đây là chó lai voi à? Đấy, tai đấy, tai này sao giống tai người thế nhờ? Ghép tai thỏ vào trông đáng yêu thế nhờ? Cái này đẹp thế.